Vâng, xin chào quý chị. Nay chúng ta lại gặp nhau với góc nhìn về một mã cổ phiếu đó là PVT. Thì PVT là mã của cổ phiếu của công ty cổ phần vận tải dầu khí được niêm yết trên sàn HOSE. Và mã cổ phiếu này được trong thời gian qua cũng rất là nhiều quỹ nhà đầu tư đã quan tâm đối với mã cổ phiếu này. Thì trên đây mình sẽ cùng nhìn nhận quan điểm đối với mã PVT này trong thời gian tới nó sẽ như thế nào dưới góc nhìn của Ichimoku. Thì không biết dưới sự nhận định của mình nó có đi đúng với lại diễn biến thời gian sắp tới đối với mã cổ phiếu này hay không. Vâng, như chúng ta đã thấy thì trong phiên ngày hôm nay thì PVT đã có một phiên đóng cửa ở dưới vùng hỗ trợ ngắn hạn của TK, đó là vùng 24.6, vùng 24.5 và vùng hỗ trợ của TK là 24.6 với một thanh nến Marubozu như thế này. Và với cái thanh khoản thì chưa có vượt qua trung bình 20 phiên, chưa có vượt qua trung bình 20 phiên, cho nên lực đạp mà lực bán phiên ngày hôm nay thì cũng để chúng ta cũng đáng lưu ý đối với mã PVT này trong thời gian sắp tới. Thì khả năng trong diễn biến sắp tới PVT nó sẽ có trở về những vùng hỗ trợ như vùng Kijun quanh vùng 23.7.8 ở đây. Thì khi tiến về vùng này, khả năng đối với PVT nó sẽ có một nhịp hồi nhẹ trở về quanh vùng 24, và sau đó nó sẽ tích lũy ở quanh vùng này nếu thực sự là PVT có sự tích cực ở trong ngắn hạn. Và trường hợp xấu đối với PVT có phiên đóng cửa ở dưới vùng 23.5 thì lúc này PVT hoàn toàn nó sẽ cho nhịp chỉnh về quanh vùng là 22.3 ở đây. Và nó sẽ có một nhịp phục hồi hoặc là tích lũy trở lại đối với PVT. Vâng, tại sao mình lại có cái góc nhìn như thế này? Thứ nhất, như trên khung đồ thị tuần thì cho chúng ta thấy là cái vùng tích lũy của mã PVT này đang trong một vùng tích lũy yếu, vùng tích lũy yếu và đang nằm trong cái vùng cân bằng của của Ichimoku nữa, cho nên áp lực chỉnh hoàn toàn nó có thể xảy ra. Vâng, khi mà tiến về quanh vùng 23.5 ở đây, nếu mà quý anh chị mà chưa có hàng thì chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc để và còn tham gia lượm lặt được đối với mã PVT khi có nhịp điều chỉnh về quanh vùng 22.3 đến 22.5 ở quanh vùng này đối với PVT. Và nếu PVT mà có một nhịp nhúng sâu hơn nữa, mất vùng 22.3 ở đây thì hoàn toàn nó sẽ có tiến về cái vùng hỗ trợ tích cực hơn là quanh vùng 20-21 ở đây. Nhưng điều này thì cũng có thể xảy ra, nhưng xảy ra cũng khá là thấp chứ không có cao ha. Vậy thì khả năng khi nào nó chỉnh về, khả năng có thể là trong vòng 3 đến 3 cho đến 5 phiên tới, trong vòng 3 đến 5 phiên tới hoàn toàn PVT nó sẽ cho một nhịp nhúng về quanh vùng 22 22 2 và đến 22.5 ở đây. Và chúng ta sẽ cùng quan sát đối với mã này. Thì đối với mã này thì vẫn đang trong một xu hướng tăng từ trung mặt từ trung hạn về dài hạn không? Và khi có nhịp điều chỉnh về quanh vùng này, quanh vùng 22.2 ở đây thì PVT nó sẽ tích lũy trở lại và nó sẽ có một nhịp bật tăng. Và chúng ta sẽ hoàn toàn có thể kỳ vọng đối với PVT trong nhịp sắp tới tiến về quanh vùng 27, quanh vùng 27 đối với PVT không? Vâng, dưới đây là góc nhìn của mình về góc nhận định của mình về của mã PVT dưới hệ thống của giao dịch của Ichimoku. Thì nếu mà quý anh chị cảm thấy có sự bổ ích hay là có như thế nào đó thì cùng nêu quan điểm và đóng góp cho mình nếu có sự thiếu sót. Vâng, chân thành cảm ơn quý anh chị và chúng ta sẽ
gặp có thể gặp nhau và trao đổi giao lưu. Và em thì hay live stream ở trên fanpage của câu lạc bộ Ichimoku là vào lúc 9 giờ sáng mỗi ngày. Vâng, còn nếu mà quý anh chị nào mà vướng về những thắc mắc hay cần giải đáp những mã cổ phiếu nào và cần chia sẻ những góc nhìn về những mã cổ phiếu nào thì có thể liên hệ với em để chúng ta có thể trao đổi trong phiên và em có thể hỗ trợ được cho với quý anh chị để chúng ta cùng nhận định và chia sẻ những góc nhìn của từng mã cổ phiếu. Vâng, cảm ơn quý anh chị.